Cho anh mượn cái dép. Thôi anh, thôi đi thì trên đất lên được. Được hai viên phấn. Nếu là mẹ thì cũng không chấp nhận đứa con của cháu mà. Thôi cô không thông cảm. Cô phải có con trai để quán sư nên mở xuống. Nhưng mà người đáng yêu mà. Chẳng thấy người đáng yêu. Chửi ôi thằng đấy đáng yêu. Don't forget to say thank you. Đừng quên nói người ta, đừng quên.